Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh cái chiếc mô tô cổ điển Yamaha SR400 Final Edition Limited 2001 có nét đẹp làm mê mẩn lòng người. Cái chiếc Yamaha SR400 Final Edition và Limited 2001 có một thiết kế hài cổ vừa được hồi sinh, thuộc về gia đình xế nổ từng làm nức tiếng của nhà Yamaha vào những năm 70 của thế kỷ trước. Xuất hiện vào những năm 1978, cái chiếc LS400 của nhà Yamaha trở thành một mẫu xe ăn khách nhất. Cái dòng xe này mang cho mình động cơ xanh đơn với hai van 4 thì, làm mát bằng không khí, rất là bền bỉ, hoạt động với một cái sự đáng tin cậy cao. Hơn nữa, xe đẹp có diễn ngoại đơn giản nhưng mang đầy cái hương vị là cổ điển của những năm 70 thế kỷ 20. Gia đình SR400 đã đồng hành cùng với những người đam mê xe cổ điển ở khắp thế giới trong hơn 43 năm vừa qua. Cùng lúc cái chiếc SR400 gặp phải những thử thách cho các quy định về bảo vệ môi trường. Chính vì thế, trong các phiên bản gần đây của SR400 đã được cập nhật một hệ thống lọc phun nhiên liệu và cái nạp khí hiện đại hơn. Sau một thời gian ngừng sản xuất rất dài, Yamaha đã bất ngờ hồi sinh dành cho người hâm mộ chiêm ngưỡng vào một cái mẫu xe mới vào ngày là 21 tháng 1 năm 2001. Nhà sản xuất này chính thức phát hành ra một cái huyền thoại là SR400 phiên bản mới. Xe xuất hiện với hai ấn phẩm là Yamaha SR400 Final Edition và phiên bản Limited. Trong đó phiên bản Limited có số lượng sản xuất giới hạn chỉ đúng 1.000 chiếc ở trong nước. Chiếc xe có một sức mạnh đến từ khối động cơ SOC 3 van dung tích là 399cc, đạt cái tỷ số nén là 8.5:1. Cái công suất đa là 24 mã lực, tại vùng tua máy là 6.500 phút. Mô men xích đa là 28 Nm, tại vùng tua máy là 3.000 vòng trên phút. Cái chiếc Yamaha SR400 2001 tạo ra cái sự kỳ thích rất nhiều cho những tay lái nhờ vào hệ thống động cơ cùng với cái bộ xe, một cái tiếng nổ cực kỳ phấn khích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại, nhớ like, subscribe.